Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại lễ đám cưới của người dân tộc Mường. Ở đây là huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ở đây các bạn thấy các bác này đang cầm cặp chai rượu đúng không? Để mình kể cho bạn xem nhé. Ở đây là nhà chú rể. Chú rể là người dân tộc Mường. Còn cô dâu thì nhà ở tận Lạng Sơn, là người dân tộc Nùng. Ngày hôm qua thì ở trên nhà gái đã tổ chức lễ cưới trước, và ở dưới nhà trai ở dưới này cũng có đi lên trên đây để dự lễ hành hôn. Và ngày hôm nay nhà trai lại tổ chức lễ hành hôn, cũng có mời nhà gái xuống cùng giao lưu. Do cái đường xá xa xôi nên là hai gia đình đã thống nhất là không đưa đám dâu nữa, mà là sẽ tổ chức cưới riêng hai gia đình. Hôm nay là nhà trai tổ chức cưới. Bây giờ là ăn cỗ xong rồi các bạn nhé. Khi ra về ấy, đoàn nhà trai thì các bác, còn nhà gái thì có hai cô mặc áo tím tím kia đang cầm cái chai rượu và đang mời gái trước khi lên xe đi về. Mình đã từng xem một số dân tộc khác cũng có cái phong tục mời rượu vào sau khi mà cưới, sau khi nhà trai hay là nhà gái lên xe để chuẩn bị đi về ấy. Ví dụ như dân tộc Thái thì mình cũng đã từng thấy rồi, dân tộc Mường thì mình cũng đã thấy rất là nhiều rồi. Cô này cô ấy mời bằng được cái bác này chân diện. Xe của nhà gái thì đang chờ ở trên kia rồi các bạn nhé. Một chiếc xe 19 chỗ đi từ đây về đến tận Lạng Sơn thì cũng khá là xa đấy. Theo cái khoảng cách mà mình đo ở trên Google Maps thì khoảng 247 km, đi thì mất tầm 5 tiếng đồng hồ. Một lời trân trọng nhất là hai bà thì tôi sẽ còn đủ là bà tôi ngủ bảo.
đây, cái tay này, đây, đấy chưa, một giọt nha. Thôi uống với bà trẻ một chén nha. Bà này phải uống một chén nữa đã. Thôi tha cho bà. Tôi không tha, tha đi tha thôi mà. Tôi tha. Đấy, đấy, còn chưa tha. Không nữa. Hết thở ra mày đi lật liếu ra.